Xin chào tất cả các bác nhé. Hiện tại bên em đang có mặt tại Quế Võ Bắc Ninh để lắp cho anh Nguyễn Công một bộ âm thanh giải trí gia đình. Nhà của anh Công cao quá. Bên em vừa mới chuyển đồ vào trong rồi. Thì bộ dàn này như thế nào thì em sẽ vào giới thiệu các bác nha. Đây là khu vực tầng 1 này. Em vừa chuyển đồ vào. Cấu hình của anh Công thì gồm một đôi loa DMX CH12 Pro, subwoofer của CF, đẩy Denton 6004 này, vang DB S650, micro Beyer và một con auto power. Khu vực tầng đây chính là không gian phòng khách của gia đình anh Công. Nhìn rất đẹp sang trọng. Với không gian này thì bên em sẽ để loa ở hai bên. Subwoofer để trong góc. Tủ máy sẽ để trong này. Ok, bây giờ thì bên em sẽ bắt đầu ghép nối tủ máy và đi dây loa nha. Bên em vừa tiến hành ghép nối thiết bị và setup xong. Bây giờ em sẽ bật một vài bản nhạc cho các bác cùng thưởng thức nhé. Những lúc trước em anh hay nói rằng trời đẹp sáng như em với anh. Này người yêu em thương mến ơi, anh hát yêu màu xanh. Em ra đi trước anh. Này người yêu, khi anh nhớ em, hãy bước lên trời xanh. Mình đã gửi con tim qua phong thư màu xanh. Mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài say. Mà hôm nay sao em ra đi, về trời xanh xa xôi xa xăm em bỏ.
Thời gian vừa qua bên em vừa lắp đặt và bàn giao xong cho anh Công ở Quế Võ, Bắc Ninh. Bây giờ anh em sẽ di chuyển về Hà Nội thôi. Xin chào các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.